tổ hợp tâm thân trí, ngôi đền của tạo hóa, The Law of One. Bài viết gần nhất mình đã đưa ra một cái nhìn tổng quan về mỗi con người chúng ta là những Taurus khác nhau, chứ không hẳn chỉ là thân thể. Taurus này gồm nhiều dải tầng rung động khác nhau từ thấp đến cao, và mỗi rung động khác nhau sẽ biểu hiện là một dạng vật chất, năng lượng, thực tại khác nhau. Tầng thấp nhất của rung động là cơ thể của bạn, cao hơn là những thứ vô hình như cảm xúc, tâm trí, và cao nhất chính là những giác quan thứ sáu như trực giác hoặc hồn vía của bạn. Bất kỳ con người hay sinh vật nào trên vũ trụ này đều có cấu tạo như vậy, được gọi là tổ hợp cơ thể, tâm trí và tinh thần. Tổ hợp này là một torus lớn, trong đó bao gồm nhiều torus nhỏ hơn, với mỗi một tâm torus chính là các luân xa. Rung động của từng torus cao hay thấp phụ thuộc vào độ nhận biết hay nhận thức của người đó, tương ứng với từng dạng năng lượng cụ thể. Nhận thức càng cao thì rung động càng cao và ngược lại. Điều này có nghĩa là khi bạn trải nghiệm và ngộ ra được nhiều điều về cuộc sống, nhận thức của bạn sẽ tăng lên và rung động của bạn cũng tăng lên tương ứng. Dựa vào các bài học khác nhau thì rung động sẽ tăng lên tương ứng với Taurus luân xa đó. Ví dụ như bài học về nỗi sợ, ham muốn, can đảm vân vân ở các luân xa dưới, hoặc bài học về tình thương, trí tuệ ở các luân xa trên. Trong đó, luân xa trung tâm điều khiển tất cả các luân xa còn lại chính là luân xa tim. Khi luân xa này rung động cao hơn, các luân xa khác cũng rung động theo tương ứng và ngược lại. Để tăng rung động, mở rộng luân xa tim triệt để, chỉ có cách duy nhất là mở rộng nhận thức của bạn về tình thương và sự chia sẻ không điều kiện. Khi làm được điều này một cách thật tâm mà không cầu nhận lại, bạn sẽ mở được luân xa tim. Ngược lại, nếu bạn sống trong sự tham lam và ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi ích cho bản thân mình, luân xa này sẽ thu nhỏ đi, xoay ngược chiều, đóng lại và các luân xa còn lại cũng thay đổi tương ứng. Hiểu đơn giản, sự sống của bạn như là một quả bóng thu phát năng lượng, và trong quả bóng đó có 6 quả bóng nhỏ hơn, với mỗi quả bóng có một trạm thu phát sóng ở trung tâm là các luân xa. Khi nhận thức của bạn chủ yếu tập trung vào tầng rung động nào thì nó sẽ cộng hưởng với các luân xa ở cùng tầng rung động đó, và từ đó ảnh hưởng toàn bộ tâm trí, cơ thể của bạn. Ảnh hưởng như thế nào, mình sẽ đi sâu giải thích ở bài ngày hôm nay. Bí mật của tâm trí, suy nghĩ của bạn từ đâu mà ra? Như bài trước mình đã giới thiệu qua, tâm trí của bạn chính là tầng rung động cao hơn cơ thể, là cái vô hình bao quanh cơ thể bạn. Tâm trí không nằm ở não bộ, mà chính là trường điện từ bao quanh cơ thể của bạn. Trường điện từ này tất nhiên cũng là năng lượng rung động ở một khoảng tần số nhất định, phụ thuộc vào tần số rung động chung của trường Taurus của bạn. Nếu bạn rung động ở khoảng thấp, tương ứng 3 luân xa dưới, tâm trí của bạn cũng sẽ có rung động thấp tương ứng. Nếu bạn rung động cao hơn, tương ứng với 3 luân xa trên, thì tâm trí của bạn cũng sẽ có rung động cao tương tự. Trường điện từ tâm trí rung động ở khoảng nào, nó sẽ thu hút, cộng hưởng với những thông tin có rung động tương tự được lan truyền trong không khí. Đây chính là nguyên tắc của luật hấp dẫn, hiểu đơn giản giống như anten TV của nhà bạn.
Khi những thông tin này đi vào được trường điện từ tâm trí, nó sẽ được chuyển hóa thành dòng điện sinh học trên cơ thể, tương tự theo định luật cảm ứng Faraday. Khi đó, từ trường và điện trường chính là một và có thể chuyển hóa lẫn nhau. Dòng điện này khi chạy trong não bộ của bạn, thông tin sẽ được giải mã như những đầu thu kỹ thuật số mà gia đình bạn hay dùng, từ đó tạo ra cái gọi là suy nghĩ, hình ảnh, sự tưởng tượng trong đầu của bạn. Như vậy, bạn có thể hiểu cơ bản là bạn rung động tầm nào nó sẽ thu hút những suy nghĩ, ý tưởng trong tâm trí của bạn tương ứng ở tầm đó. Tất nhiên cũng có một dạng suy nghĩ không đến từ bên ngoài, đó là những ký ức tổn thương của bạn đã trải qua và còn hằn sâu trong não. Tuy nhiên, nó cũng trực tiếp ảnh hưởng đến tâm trí của bạn và sẽ thu hút những suy nghĩ tiêu cực đến tương ứng. Khoa học đã chứng minh rằng, con người bình thường khi làm việc có sóng não trong khoảng 12 đến 30 Hz, gọi là sóng não beta. Khi bạn rung động cao hơn, nó gọi là sóng não gamma, từ 30 đến 100 Hz. Bạn có khả năng tư duy và xử lý thông tin vượt trội. Nếu bạn rung động cao tương ứng với ba luân xa trên, trái tim bạn rộng mở, bạn sẽ thu hút những suy nghĩ tốt đẹp, đó là những ý tưởng đột phá để có thể giúp đỡ người khác, những phát minh mới, những cách giải quyết mới chưa từng có cho các vấn đề bạn đang gặp phải. Ngược lại, nếu bạn rung động tương ứng với ba luân xa dưới, bạn sẽ chủ yếu thu hút những suy nghĩ làm thế nào để lấy của người khác, cướp bóc, tham nhũng, chiếm hữu thể xác, phá hoại, vân vân và vân vân. Nếu bạn rung động cao hơn so với số đông nhân loại trong thời gian dài, bạn sẽ trở nên thông minh hơn, có sự hiểu biết, những ý tưởng và suy nghĩ khác biệt. Từ đó, bạn sẽ tạo ra những giải pháp mới chưa từng có trong lịch sử, tương ứng với từng chủ đề mà bạn tập trung năng lượng để giải quyết. Hãy thử dành thời gian để quan sát các ý tưởng đến với bạn. Bao nhiêu phần trăm của chúng ta là khoảng rung động cao như tình thương và giúp đỡ người khác? Bao nhiêu phần trăm là những suy nghĩ tầm rung động thấp, tham, sân, si? Bạn biết bạn đang rung động ở tầm nào rồi chứ? Tâm trí và cảm xúc. Rung động ảnh hưởng tới cảm xúc như thế nào? Cảm xúc chính là những dòng điện sinh học chạy khắp cơ thể của bạn. Nếu suy nghĩ là dòng điện chạy trong não bộ, thì khi nó đi từ não bộ tới các bộ phận khác trên cơ thể, nó tạo ra những cảm xúc lẫn lộn khác nhau, chia làm 5 dạng chính là vui vẻ, giận dữ, chán ghét, sợ hãi, buồn bã. Khi bạn có bất kỳ cảm xúc nào, điều đó có nghĩa là những sự kiện đến với bạn tạo ra dòng điện tới bộ não có rung động tương ứng với những gì đang nằm sâu trong tâm trí của bạn. Nếu tâm trí của bạn rung động không tương ứng, nó sẽ không thể có tác động gì tới cảm xúc của bạn. Điều này có nghĩa là những người dễ bị nổi nóng, trigger, xù lông, có rất nhiều hệ thống niềm tin, suy nghĩ tiêu cực ở trong tâm trí. Chỉ cần có sự kiện nào phù hợp, nó sẽ tạo ra dòng năng lượng chạy khắp cơ thể người đó. Điều này sẽ dẫn đến các cảm xúc, suy nghĩ và hành động ngay lập tức để chống lại những điều đi ngược lại với tâm trí của họ. Đây là trò chơi tâm trí mà bất kỳ ai trên trái đất này cũng đã từng trải qua. Những người càng tiêu cực, rung động càng thấp thì độ phản ứng của họ càng cao. Vì vậy, họ có thể sẵn sàng ra tay giết hại người khác nếu trái ý của mình. Như bao nhiêu vụ án chỉ vì nhìn điệu, không uống rượu, khác niềm tin tôn giáo, vân vân đã diễn ra.
Khi bạn đã trở nên rung động cao hơn, nhận thức của bạn cao hơn, nhận thức cao hơn giúp hóa giải những hệ thống niềm tin, suy nghĩ tiêu cực và từ đó giúp bạn không còn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc nhiều nữa. Khi rung động cao đủ ngưỡng, những vấn đề cảm xúc của tâm trí sẽ không còn rung động cùng tầm với bạn nữa. Và bạn trở thành tâm bất biến giữa dòng đời vàng biến. Đây là cuộc sống không còn nhiều lo nghĩ, cảm xúc buồn vui nữa, mà nó là trạng thái tĩnh tâm bình thản trước mọi biến cố xảy ra với bạn. Để tăng rung động của bạn, có một cách vô cùng hiệu quả, đó chính là việc theo dõi cảm xúc. Cảm xúc thể hiện rõ ràng nhất chính là khu vực sụt luân xa tim, hay chính xác hơn là khu vực quanh huyệt đạn trung. Khu vực này là khu vực có mức độ tập trung năng lượng lớn nhất trên cơ thể và cũng là đường dẫn truyền điện sinh học từ khu vực não bộ đến trái tim. Nên cường độ điện cũng là một trong những khu vực lớn nhất. Vì vậy, chỉ cần có bất kỳ thay đổi nào mà bạn cảm giác được ở khu vực này, có nghĩa là trong tâm trí của bạn có cái gì đó đang phản ứng với môi trường bên ngoài. Nếu bạn hiểu điều này, bạn sẽ dừng lại và tự vấn bản thân mình xem cái gì đang xảy ra và tại sao bạn lại phản ứng với nó. Thông thường bạn sẽ không tìm thấy điều gì đó ngay. Nhưng nếu bạn chịu khỏi dừng lại, suy ngẫm và tự vấn sâu hơn, bạn sẽ tìm được nguyên nhân gốc rễ này. Hiểu được nguyên nhân gốc rễ, bạn sẽ học được bài học và nhận thức của bạn sẽ tăng lên. Tuy nhiên, nếu bạn không quan sát được bản thân, khi có bất kỳ sự thay đổi cảm giác nào xảy ra ở khu vực luân xa tim, bạn sẽ không biết và sẽ trôi theo nó. Khi bạn trôi theo cảm xúc, bạn sẽ phản ứng một cách thụ động, không khác gì một robot sinh học được lập trình cả. Vậy chìa khóa ở đây chính là sự quan sát bản thân mọi lúc, mọi nơi, sự quan sát sâu sắc, không chỉ suy nghĩ, mà tất cả những cảm xúc, cảm giác, sự thay đổi năng lượng và cảm nhận của cơ thể. Nếu bạn làm được điều này, bạn là người tỉnh thức. Trường hợp còn lại, bạn chỉ là người mơ, đang trải nghiệm giấc mơ của mình mà thôi. Cảm xúc và cơ thể, tại sao chúng ta lại mắc bệnh? Như phần trước đã mô tả, các cảm xúc chính của cơ thể chính là các dạng năng lượng có rung động khác nhau, bao gồm vui vẻ, giận dữ, chán ghét, sợ hãi, buồn bã. Các cảm xúc này cũng tương ứng với 5 dạng năng lượng cơ bản chính, đó là ngũ hành, mộc, hỏa, thổ, kim, thủy. Khi các cảm xúc của chúng ta thay đổi, dòng điện chạy trên cơ thể chúng ta thay đổi. Mỗi cảm xúc khác nhau có dòng điện với năng lượng và rung động tần số khác nhau, nên chúng sẽ tác động chỉ với những cơ quan nào có rung động tương ứng. Người xưa hiểu rất rõ điều này, đúc kết thành quy luật chung như sau. 1. Mộc là dạng năng lượng tượng trưng cho năng lượng sống, chính là thần khí của con người. Thần khí biểu hiện rõ nhất ở mắt, chính là ánh mắt, tia mắt của bạn. Người nào càng có nhiều thần khí, mắt càng sáng và có lực. Ngược lại, người nào ít thần khí, ánh mắt tối, lờ đờ, đục, đỏ ngầu, thiếu sức sống. Mộc cũng thể hiện trên cơ thể bởi vì chua, với nội tạng tiêu biểu là gan và hoạt động chính là dự trữ máu, chuyển hóa các chất trong cơ thể để thành sự sống, lọc các chất độc trong cơ thể. Mộc biểu hiện với cảm xúc là giận dữ. Người nào hay giận dữ, thù hận nhiều trong lâu dài, thường sinh bệnh mãn tính ở gan. 2. Hỏa,
tượng trưng cho lửa chính là các cảm xúc, cảm giác bằng dòng điện trên cơ thể người. Hỏa biểu hiện rõ nhất ở đầu lưỡi. Người nào phát hỏa thì lưỡi đỏ lét. Hỏa đi kèm vị đắng, tương ứng với hoạt động của tim mạch, máu và thần kinh trên cơ thể. Người thừa hỏa thì tim đập nhanh, khó thở, dễ đau đầu. Thiếu hỏa thì huyết áp thấp, tim mạch kém, thần kinh kém, mất ngủ, run chân tay. Hỏa đi kèm với cảm xúc vui mừng, hoan hỷ. Người nào vui quá nhiều hoặc cuộc sống thiếu niềm vui cũng sẽ hại thần kinh và tim mạch. Vì vậy, hãy giữ mọi thứ cân bằng, kẻo một ngày vui quá bạn lại bị đột quỵ do đau tim. 3. Thổ tượng trưng cho đất, chính là cơ bắp, thịt, hệ tiêu hóa trên cơ thể. Thổ tượng trưng rõ nhất ở miệng, môi. Thổ biểu hiện ở vị ngọt, tương ứng với hoạt động tiêu hóa và hoạt động thể chất cơ bắp của cơ thể. Người nào thổ nhiều thì môi miệng đỏ tươi, ăn uống ngon miệng, cơ thể béo tốt. Ngược lại, thiếu thổ thì môi miệng nhạt khô, ăn uống không ngon, khó tiêu, cơ thể gầy gò, ốm yếu. Thổ đi kèm với cảm xúc lo lắng, suy nghĩ quá nhiều. Người nào hay suy nghĩ nhiều, lo lắng tương lai thì sẽ gây các bệnh lý ở đường tiêu hóa như đau dạ dày, tả tràng hoặc cơ thể không béo lên được. 4. Kim tượng trưng cho dòng khí lưu chuyển trong cơ thể như O2 và CO2. Kim biểu hiện qua da, lông, phổi, mũi, v.v. các cơ quan hô hấp. Kim đi kèm vị cay, tính khô và nóng. Người thừa kim thì dễ nổi mụn, nóng trong, da khô và niêm mạc, khô da và niêm mạc. Thiếu kim thường dẫn đến các bệnh lý mãn tính như viêm xoang, viêm phổi, phế quản. Kim đi kèm với cảm xúc đau buồn. Nếu bạn đau buồn nhiều vì mất người thân, đổ vỡ tình cảm trong thời gian dài, nó sẽ ảnh hưởng và gây ra các bệnh lý ở phổi và xoang mũi. 5. Thủy tượng trưng cho dòng dịch nước chảy trong cơ thể. Thủy biểu hiện qua thần, bàng quang, xương, tóc, sinh lý. Thủy đi kèm vị mặn, tương ứng với các hoạt động bài tiết, vận chuyển dịch và sinh lý. Người thủy vượng thì tóc ẩm mượt, khỏe đẹp, sinh lý khỏe. Người nào thiếu thủy thì tóc sơ, chẻ ngọn, khô, sinh lý kém, rối loạn kinh nguyệt, da có nhiều chấm đen. Thủy đi kèm với cảm xúc là hoảng sợ, hoảng loạn, kinh hãi. Người nào mà có nhiều nỗi sợ trong tâm trí sẽ gây suy yếu thần, từ đó dẫn tới sinh lý kém và các bệnh mãn tính về thần. Như vậy, tất cả các cảm xúc đều gây ảnh hưởng và bệnh tật với một cơ quan nào đó trong cơ thể. Ngược lại, nếu các cơ quan này có bệnh tật, cũng sẽ làm cho tâm trí bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tương ứng với cơ quan đó. Điều này có nghĩa là nếu bạn đang muốn tăng rung động của mình lên, đầu tiên cơ thể của bạn phải khỏe mạnh trước đã. Nếu cơ thể của bạn ốm yếu, bạn sẽ thu hút những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực đến với mình một cách tự động mà không thể cưỡng lại được. Lúc đó sự tu tập của bạn sẽ khó khăn hơn rất nhiều lần. Để có cơ thể khỏe mạnh, bạn cần phải duy trì sự ổn định và cân bằng của ngũ hành trong cơ thể, tương ứng với các cơ quan nội tạng như trên. Bạn cần phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện như sau. 1. Bạn cần học cách quan sát suy nghĩ, cảm xúc để tránh sống một cách vô thức theo cảm xúc của bạn. Hãy giữ cho mình luôn bình ổn trước mọi bão tố của cuộc sống. 2.
Duy trì ăn uống một cách đầy đủ, cân bằng năng lượng và ngũ hành âm dương. Nếu bạn đang ăn chay, bạn cần lên kế hoạch chi tiết cẩn thận và khoa học. Nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến cơ, đến sức khỏe của bạn. Phần này mình sẽ hướng dẫn trong bài ngay tiếp theo. Sau đó sẽ là những bài đi sâu về sự sống, cái chết, thế giới linh hồn và nghiệp quả. Bài viết hôm nay đã rất dài nên mình sẽ dừng lại ở đây và tổng hợp lại những điều cần lưu ý trong phần mở đầu bài viết sau. Bài này thấy hay thì bạn hãy chia sẻ cho ai cần, còn không thì hãy bình luận quan điểm, câu hỏi của bạn.